Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ trao đổi về mấy nội dung như thế này. Thứ nhất là vẽ hình thì là cái thao tác đầu tiên. Sau đó thì sẽ đến tô màu. Tô màu thì vừa nãy các bạn thấy là chúng ta tô màu nó cũng tương đối đơn giản, có nghĩa là chọn một đối tượng cần tô màu. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái màu nào đó chúng ta muốn ở trong cái palette màu ở phía bên tay phải này. Tuy nhiên về mặt số lượng thì các bạn nhìn thấy hiện tại chúng ta đang thấy một số lượng rất là có hạn các cái ô màu này thôi. Và do đó mà chúng ta muốn xem thêm các màu khác thì chúng ta có thể làm một trong hai cách. Đó là các bạn bấm vào cái mũi tên trỏ xuống dưới ở dưới đáy của cái hộp màu này. Khi các bạn bấm vào đây thì nó sẽ trượt ngược lên phía trên trên để cho chúng ta có thể quan sát được những cái màu mà nằm đang ẩn ở phía dưới. Cách này thì cũng được nhưng mà nó vẫn cho phép chúng ta là xem một lúc được một số lượng giới hạn nào đó thôi. Và muốn xem tổng thì các bạn bấm vào mũi tên sang ngang ở bên dưới cái mũi tên đó, nó sẽ mở rộng cả cái palette màu để cho chúng ta có thể quan sát được tổng thể toàn bộ những cái màu được cung cấp. Và sau đó thì các bạn muốn tô màu nào thì các bạn bấm màu đó, nó sẽ tô màu cho đối tượng. Và sau đó thì nó lại khép cái hộp màu lại nếu như chúng ta bấm vào một cái đoạn trống mà không chọn gì nữa. Để mà hủy màu thì chúng ta lại phải trượt lên, chúng ta tìm tới cái ô ở phía trên trên cùng là cái ô có gạch chéo như này là không tô màu, là ô 5. Đấy là tô màu và hủy màu. Tuy nhiên là trong cái quá trình mà chúng ta kể cả chúng ta sổ hết cả ra như thế này thì việc chọn một cái màu nào đó để tô thì nó cũng đã tiện hơn là chúng ta phải trượt ra rồi. Nhưng mà mở hết ra như thế này, nhìn thấy được từng này màu cũng vẫn là một con số rất nhỏ so với lại cái yêu cầu thực tế của chúng ta. Ví dụ như là tôi tô vào màu đỏ, nhưng bây giờ khách hàng bảo là tôi không muốn cái màu đỏ này mà tôi muốn là màu đỏ nó đậm hơn một tí, hay nhạt hơn một tí, hay là ngả vàng hơn một tí chẳng hạn, thì chúng ta lấy cái màu đó ở đâu ra? Thì trước hết là chúng ta làm quen với khái niệm hộp màu con. Hộp màu con là như thế nào? Hộp màu con là khi các bạn bấm vào một màu, với nguyên tắc là chúng ta tô màu, nhưng nếu mà chúng ta bấm và chúng ta giữ độ khoảng 1 giây thì nó sẽ mở ra một cái gọi là hộp màu con. Và hộp màu con này thì nó gồm có 7749 ô, trong đó cái ô nằm chính giữa chính là ô màu gốc, và những cái ô nằm xung quanh là những biến thể từ cái màu gốc đó. Nó có thể đậm hơn một tí, nó có thể sáng hơn một tí, nó có thể ngả vàng một tí, nó có thể ngả trắng một tí. Và do đó thì chúng ta sẽ có được những biến thể màu. Và bây giờ đơn giản là bạn muốn màu biến thể nào ở trong cái hộp màu con này thì bấm vào cái màu đó thì nó sẽ đưa cái màu mới vào cho cái đối tượng đang chọn của các bạn. Như vậy là thay vì chỉ có một màu được tô trong một ô chọn duy nhất thì bây giờ chúng ta có 7749 biến thể ở một ô, có nghĩa là nó tăng cái số lượng lên rất là nhiều. Thế đấy là những cái màu cho sẵn. Thế còn một trường hợp khác nữa là bây giờ tôi lại vẫn không hài lòng với lại các màu đang có trong ô màu con thì tôi lấy màu khác ở đâu ra? Tất nhiên là có rất là nhiều phương pháp tô màu, nhưng hiện tại chúng ta sẽ làm việc với những cái cách mà đơn giản nhất như sau. Cứ tô một màu trước đi. Sau đó nếu các bạn muốn mà pha chế một cái màu nào đó, thay đổi một cái màu nào đó thì các bạn có thể pha màu trực tiếp ngay trên đối tượng. Thao tác pha thì các bạn quan sát như sau. Tô một màu sẵn đi đã. Sau đó thì chúng ta sẽ giữ phím Ctrl và kích tiếp vào cái màu mà chúng ta muốn trộn thêm vào. Để ý ở dưới cái thanh trạng thái này nhé, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đang có một cái hệ màu là CMYK với tham số là C0M100I100K0, có nghĩa là 100% đỏ magenta cộng với 100% vàng yellow thì nó sẽ ra cái màu mà chúng ta gọi là màu đỏ cờ này. Bây giờ tôi muốn là nó có thêm một chút sắc vàng vào trong này thì tôi sẽ giữ Ctrl và tôi kích vào trong cái ô màu vàng này. Điều gì xảy ra? Nó đưa thêm một ít màu vàng vào đây. Một ít này là bao nhiêu? Thì bây giờ chúng ta đọc lại tham số nhé. Đấy. Lúc này
thì nó làm sao đấy ạ? Nó giảm cái tham số màu đỏ xuống còn 90, tức là nó làm cho cái màu vàng bắt đầu nó trội lên. Đó. Hay là bây giờ tôi lấy một màu khác nhé. Tại vì là cái màu này là nó có tỷ lệ vàng và đỏ cả hai rồi, cho nên bây giờ tôi sẽ lấy một màu khác cho nó dễ tính nhé. Tôi lấy màu xanh cyan này, đúng không? Bây giờ chỉ có xanh cyan 100%, còn tất cả các thằng khác là không. Bây giờ tôi giữ control, tôi kích thêm vào màu vàng. Đó. Thì tôi sẽ có gì đây ạ? Bản thân màu gốc sẽ bị giảm đi gì đây? 10% và thay thế bằng 10% của cái màu mới mà chúng ta đưa vào. Thì bây giờ tôi lại có một cái màu này, màu mới. Có thêm một thành phần màu nữa đưa vào. Đấy. Và mỗi một lần giữ control và kích vào một cái ô nào đó thì có nghĩa là tôi thêm 10% màu mới vào, nhưng đồng thời tôi sẽ giảm đi gì đấy 10% màu gốc. Thì đấy là cái thao tác mà chúng ta sẽ sử dụng để mà pha màu trực tiếp ngay trên đối tượng. Với cách như thế này thì các bạn muốn pha ra màu gì thì các bạn cứ việc là bấm thêm bớt vào. Tất nhiên là cũng cần phải hiểu cái quy tắc pha màu thì mình mới làm một cách đẹp và đúng được. Nếu mà pha bừa, cứ mỗi màu pha một tí pha bừa thì sẽ đến một lúc nào đó các bạn sẽ nhận được cái màu nhờ nước cống thôi, nó không ra cái màu gì hết. Đấy, mình phải biết nguyên tắc là pha màu gì với màu gì thì sẽ ra màu gì. Thế nhưng mà đây là cái cách để mà thử nghiệm để mà chúng ta có thể tạo ra những cái màu mà nó không có ở trong cái thư viện cho sẵn này. Thế còn nói đến màu thì có thể là bây giờ bạn sẽ gặp một cái trường hợp là hình mẫu đã có cái màu đấy rồi, tức là tôi mở một cái bài mẫu hay là tôi mở một thiết kế mẫu đã có một cái màu như thế này rồi, và tôi muốn là cái hình tôi mới làm ra cũng sẽ được tô đúng như thế. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta nhại một cái màu đang có sang một cái đối tượng mới? Thì chúng ta sẽ làm bằng một số cách như sau. Chính tắc bằng lệnh thì chúng ta sẽ vào trong menu edit. Trong menu edit này chúng ta sẽ có một cái lệnh có tên là copy property from, sao chép thuộc tính của một đối tượng khác. Tôi bấm vào đây, nó sẽ mở ra một cái bảng thoại có tên là copy property. Trong đó nó liệt kê ra ba cái property, ba cái thuộc tính có thể copy nhặt. Một là outline pen, hai là outline color và ba là fill. Tôi giải thích một chút, outline pen là cái đường viền nó sẽ dày bao nhiêu, nó liền hay nó đứt. Outline color là màu của đường viền. Hiện tại tạm thời bây giờ chúng ta mới chỉ thấy cái đường viền có màu đen duy nhất thôi, đúng không? Và fill là cái màu bề mặt, thì vừa nãy đến giờ chúng ta tô cũng vài màu rồi. Do đó bây giờ chúng ta trao đổi trước là cái fill. Tôi đánh dấu vào cái fill và nhấp OK. Sau khi nhấp lệnh xong, nó sẽ xuất hiện một cái mũi tên đen to như thế này. Muốn lấy màu mẫu từ thằng nào thì bạn chỉ vào cái đối tượng mà đã được tô màu trước rồi đó. Xác nhận thì nó sẽ nhặt các giá trị màu của cái thằng này, nó tô cho thằng này. Đấy là cái quy tắc mà chính tắc nhé, là chúng ta tô bằng lệnh trong menu edit là như thế. Nếu mà các bạn làm bằng công cụ thì các bạn sẽ có một cái công cụ như thế này, đó là công cụ Color Airdrop Tool. Bằng cách nhấp chọn công cụ, sau đó thì các bạn đưa công cụ này vào bên trong một đối tượng màu mẫu, thì các bạn sẽ thấy là nó đo luôn và nó khai báo cái giá trị của màu này. Kích chuột một cái để xác nhận là tôi lấy cái mẫu này. Sau đó thì đưa công cụ sang cái hình kế cận, nó sẽ chuyển cho các bạn sang thành cái công cụ đổ màu, và nó sẽ lấy đúng cái màu vừa mới đo đổ vào đây, và chúng ta sẽ sao chép được màu từ đối tượng đỏ sang đối tượng kia. Thì đấy là phương pháp thứ hai, là phương pháp dùng bằng công cụ lấy mẫu và tô màu. Cái phương pháp thứ ba là chúng ta sẽ làm bằng thao tác thủ công, bằng cách là kéo thả với chuột phải. Đây các bạn để ý này, hình này của chúng ta chưa có màu nhá. Mà tôi muốn lấy màu từ hình bên trái này, tôi đưa sang bên hình bên phải chưa có màu. Tôi sẽ làm như sau. Nhấp chọn vào cái đối tượng chứa màu mẫu. Sau đó thì các bạn nhấp giữ chuột phải và các bạn bắt đầu lôi cái thằng này đi. Trong lúc lôi thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ tạm thời được hiển thị bằng một cái đường viền màu xanh như thế này. Và
nó đang được lôi đi bằng một cái mũi tên 4 chiều. Nhưng nếu mà bây giờ tôi kéo cho tới khi nào cái mũi tên 4 chiều này bắt đầu lọt vào trong phạm vi của một đối tượng khác, thì các bạn để ý là trỏ chuột nó sẽ thay đổi thành một cái hình giống như cái kính ngắm của Lý Văn Tỉa ấy. Đấy. Và lúc này bạn có thể bỏ tay ra, nhả chuột ra. Nó sẽ cho các bạn một loạt các cái menu ngữ cảnh với các lệnh ở trong đó. Ok, nó sẽ hiện ra một menu ngữ cảnh với hàng loạt các lệnh ở trong đó. Các bạn có thể chọn từng lệnh. Ví dụ nếu mà chọn move here thì nó sẽ gì đấy, dịch cái đối tượng sang vị trí mới đó, chỗ mà chúng ta vừa nhả chuột, đúng không? Copy here thì tương ứng với cái thao tác là kéo tới vị trí mới rồi nhấp chuột phải là để nhân bản, còn đối tượng gốc vẫn nằm ở đó. Copy fill here, đây chính là cái mà chúng ta cần đây này, thì nó sẽ copy cái nội dung là mẫu tô ở đây và nó đưa sang bên này. Và bằng cách như thế này thì chúng ta có thể sang chép được cái mẫu tô của một đối tượng mẫu sang cho đối tượng mới của chúng ta. Thì đấy là các phương pháp mà liên quan tới pha màu, rồi thì chọn màu cũng như là nhại màu từ đối tượng nọ sang đối tượng kia. Nhưng mà từ nãy đến giờ chúng ta đều nói về bề mặt, nhưng đối tượng của chúng ta thì gồm có hai thứ cơ, hai thứ thuộc tính, một là đường viền và hai là bề mặt. Và đường viền thì chúng ta mới chỉ có tiếp xúc với kiểu đường viền là có độ dày khoảng 0,5 poi và màu của nó thì là màu đen. Bây giờ tôi muốn là tô cho đường viền với màu khác thì tôi làm như thế nào? Thì muốn tô đường viền cho một đối tượng thì cũng trước hết là phải chọn đối tượng đó đã. Và sau khi chọn xong thì tôi sẽ thực hiện thao tác tô màu viền cho nó. Bảng màu đấy có rồi, đúng không? Nhưng nếu mà tôi bấm vào cái màu tôi muốn chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy là gì đây? Tô cho bề mặt chứ không phải tô cho đường viền. À vậy thì tô theo đường viền thì chúng ta phải làm thế nào? Tôi sẽ dùng chuột phải. Đấy. Bấm chuột trái vào ô màu sẽ tô cho bề mặt. Bấm chuột phải vào ô màu sẽ tô cho đường viền. Thế còn những thao tác mà vừa nãy tôi giới thiệu về tô màu bề mặt thì nó có áp dụng được cho đường viền không? Có. Ví dụ mở hộp màu con, tôi vẫn ấn bằng chuột trái để mở hộp màu con ra. Nhưng sau khi mà mở hộp màu con ra rồi mà muốn chọn một màu nào đó để gán cho đường viền thì tôi cũng sẽ là nhấp chuột phải và nó sẽ lấy cái màu đó nó gán cho đường viền thay cho gán cho bề mặt. Hay nếu mà tôi muốn pha một cái tỷ lệ màu mới vào đấy thì tôi cũng giữ control và lúc này tôi sẽ chuột phải vào gì đây ạ? Tôi sẽ chuột phải vào cái màu mà tôi muốn pha thêm thì lúc này nó sẽ pha vào màu đường viền chứ không phải là màu bề mặt. Đấy. Thao tác giống nhau, chỉ trừ có cái đoạn là đến lúc chọn thì một thằng thì chọn chuột trái, một thằng thì chọn chuột phải. Đấy. Và kể cả thao tác này, thao tác là hủy bỏ đường viền, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chọn đối tượng, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ chuột phải vào cái ô gạch chéo này thì nó sẽ, nhưng mà trước hết là phải chọn đối tượng đã, đúng không? Sau đó thì chuột phải vào đây thì nó sẽ hủy bỏ luôn cái màu tô của đường viền. Và hủy bỏ màu tô thì có nghĩa là nó sẽ hủy đường viền đi, sẽ không còn nữa. Đấy. Thế còn ví dụ như là chẳng hạn như là mình thiết lập một cái giày nhá, chẳng hạn 10 poi này, màu đỏ nhá, ví dụ thế. Thế bây giờ tôi có một cái hình như thế này và bây giờ tôi muốn là sao chép cái thằng này sang bên này chẳng hạn, thì đây thao tác này, chọn này, edit này, copy property from, bây giờ tôi chọn là outline pen này, outline color này, nhưng mà trước hết là lấy một màu khác để trông cho nó khác biệt tí nhé. Ví dụ màu này, bây giờ tôi sẽ lấy riêng đường viền sang thôi. Copy property from, đây tôi không chọn fill nữa để tôi giữ lại màu gốc của nó, nhưng tôi chỉ lấy các thuộc tính về đường viền là độ dày và màu sắc thôi. Ok. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó ấy sang bên này. Cũng tương tự như thế, nếu như mà bây giờ tôi lấy màu này, ví dụ bây giờ tôi lại lấy màu tím tím này của đường viền nhé. Bây giờ tôi sử dụng cái công cụ này đo nhé. Và nếu mà tôi đưa sang đây, bấm vào đây thì là sẽ tô bề mặt. Nhưng mà nếu tôi chọn vào gì đây, tôi chọn vào cái đường viền, các bạn sẽ thấy hơi khác nhé. Cái ô màu mà nằm ở dưới cái xô đổ màu lúc này thì nó sẽ là một hình kín, đúng không?
nếu mà tôi đặt nó vào vị trí của đường viền thì nó sẽ thành đường rộng. Đấy, thì bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy là nó lấy màu bên này sang. Còn trong trường hợp mà chúng ta lại kéo lôi như vừa đấy, đây xem lại, chuột phải kéo thẳng ra đây, nhả ra đây, và tôi chọn thì đấy copy outline here, thì nó sẽ copy cái đường viền sang bên này. Đấy, thì đây là những thao tác mà cơ bản nhất để mà tô màu và tô đường viền, trộn pha màu, copy thuộc tính, vân vân. Đấy, thành những thứ mà các bạn cũng cần phải nắm được.